Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mật Nhem. Mình là Chloe đây. Boost, hàng thượng, hàng mùng lèo là những yếu tố giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trừ khi bạn dị ứng với chúng. Trước khi stress xuất hiện thì đã có hai tựa game Talking Tomcats hay Neko Asume, thì không một ai có thể ngờ rằng việc hóa thân thành một chú mèo trong game điện tử lại có thể gây nghiện tới như vậy. Ở ta đã thế, ở phương Tây là còn kinh khủng hơn khi Trey cứ liên tục càng quét các bảng xếp hạng và người chơi cứ thế mà ta lên vùn vùn. Như vậy, câu chuyện ở trong Trey sẽ còn diễn ra như thế nào? Ở trong mắt hoàng thượng thì con sen ở trong một tương lai xa xăm có khác gì so với hiện tại hay không? Hãy cùng mình và Mọt Game tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé! Prologue, những ngày êm đềm. Mèo cam tỉnh dậy trong một hốc bê tông trên bờ tường khổng lồ cùng những người bạn của mình. Chúng là những con mèo hoa sống cùng nhau trong cái rãnh bê tông khổng lồ này. Đây dường như là một bờ hào bao quanh một công trình rất lớn do loài người xây dựng. Là những con mèo hoang, chúng chẳng quan tâm mấy thứ đó là gì. Cả đàn mèo 4 con thức dậy cùng nhau rời nơi trú ẩn để đi thám hiểm xung quanh vào buổi sáng. Chúng di chuyển men theo cái rãnh khổng lồ trên các đường ống nước cũ để tìm thức ăn. Mèo màu cam đi phía sau các bạn của mình đến một đoạn ống nước rỉ sét khá chèo leo trên cao. Các bạn đều nhảy qua, nhưng điều này lại khiến ống nước bị mục trở nên vô cùng lỏng lẻo. Bản năng khiến mèo ta cảm thấy e ngại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhảy qua, vì đây là con đường duy nhất. Thật không may là trọng lượng của chú làm cái ống bị rơi xuống, và mèo nhỏ cũng rơi theo vào hố sâu bên dưới. Cú rơi khá cao, làm chú mèo bị đau, phải đi tập tễnh suốt một đoạn. Mèo ta cố gào lên tìm các bạn, nhưng phía trên quá xa, chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình. Không còn cách nào khác, chú mèo đành phải mò mẫm trong khu vực cống để tìm đường khác ra ngoài. Gần đó có một cửa cống được mở hé, giúp chú len qua và bước vào một khu vực mới. Dead City, thành phố đã chết. Chú mèo từ đường cống bước vào một khu dân cư nhỏ với đường xá chật hẹp cùng các căn hộ bình dân. Dường như có ai đó đang dõi theo và chỉ đường cho chú mèo của chúng ta. Các camera an ninh đều xoay theo chú mèo, thậm chí còn gật đầu gây sự chú ý. Tất cả màn hình đều hiện mũi tên dẫn đường để chú mèo đi theo. Trong một khu hẻm tầm tối, mèo bị một đám sinh vật nhỏ nhưng hung hăng đuổi theo, toan ăn thịt khiến chú ta phải chạy thục mạng để thoát thân. Lần theo các hướng dẫn, chú mèo tìm đến một căn hộ nhỏ với màn hình máy tính đang thể hiện dữ liệu bị lỗi. Hệ thống tự động mở cửa phòng trong, mời vị khách 4 chân vào. Bên trong là một phòng máy tính, và khi chú mèo gắn đủ 4 pin năng lượng vào các ổ điện giúp hệ thống tái khởi động, thì một ngăn phòng bí mật tiếp tục mở. Bên trong là một buồng ngủ đông của con người, bên cạnh là một con robot đã ngừng hoạt động. Trên kệ tủ, chú mèo tìm được một chiếc hộp giấy. Bên trong có một con drone robot nhỏ. Hệ thống chỉ đường cho chú mèo mang nó quay lại bàn làm việc, đặt lên bệ cảm biến không dây. Chú robot được cài đặt hoàn tất và khởi động thành công. Nó và chú mèo cùng tìm hiểu nhau. Chú robot nhỏ có thể bay và sử dụng hệ thống giao tiếp với mèo để trò chuyện. Chú kể rằng mình là một con AI, làm việc cho một nhà khoa học là con người. Sau khi loài người biến mất, chú bị kẹt trong hệ thống máy tính ở đây rất nhiều năm. Mãi đến nay nó mới tự chuyển mình ra con robot nhờ sự giúp đỡ của chú mèo và đã được tự do. Con robot nói rằng do bị một lỗi hệ thống nên bộ nhớ bị kẹt, bản thân nó không nhớ mình tên gì và lấy tạm số model của con robot là B12 làm tên gọi.
Nó cũng hứa sẽ giúp người bạn mèo thoát ra khỏi thành phố, trở về với bầy đàn của mình. B12 đã mặc cho chú mèo một cái áo, đóng vai trò là ổ sạc điện cho mình, cũng như chứa các đồ vật lặt vặt thu nhặt trên đường. Cả hai cùng xuất phát tìm đường thoát khỏi thành phố. The Slums, manh mối đầu tiên. Hai người bạn vượt qua bầy sinh vật kỳ quái và vào được khu ổ chuột The Slums. Đây là nơi an toàn, sạch bóng bọn sinh vật kia. Nhưng sự xuất hiện của hai sinh vật kỳ lạ khiến những cư dân mang hình dáng robot ở đây hoảng sợ. Sau khi người cảnh vệ robot kiểm tra và xác nhận chú mèo vô hại, thì mọi người mới trở về nhịp sống bình thường. B12 nhờ lợi thế giao tiếp đã làm thông dịch viên cho chú mèo với các robot ở đây. Người cảnh vệ giải thích rằng, ban đầu họ tưởng vị khách mới tới là một con Zerg, chính là những sinh vật nguy hiểm đã đuổi theo chú mèo lúc nãy. B12 cho biết các robot này là những người máy giúp việc cho loài người, được gọi là Companions. Bọn họ chỉ là những người máy được lập trình sẵn để giúp việc cho con người như lau dọn, bưng bê hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi loài người biến mất, dường như họ đã quá nhớ các chủ nhân và dần dần hoạt động mô phỏng theo cách sống của loài người. Nơi họ đang ở là The Slums, nơi dành cho dân nghèo của thành phố. Cao hơn phía bên trên là Midtown, khu dành cho những người khá giả và giàu có. B12 cho rằng thật là mỉa mai khi con người gặp nghịch cảnh, thay vì giúp đỡ lẫn nhau thì họ lại kỳ thị và chia rẽ lẫn nhau. Những người ở Midtown xem thường dân ở Slums và thường cố ý vứt rác xuống phía dưới này. Khi biết rằng chú mèo đang tìm lối thoát khỏi thành phố, người cảnh vệ đã nói rằng ở đây có một nhân vật có ý muốn tìm đường ra ngoài. Đó là anh chàng tên Momo đang sống ở tầng cao khu nhà phía bên kia. Hai người bạn lại men theo các đường ống và mái nhà trèo lên được căn hộ của Momo. Lúc này, Momo đang rất thất vọng vì thiết bị thu phát sóng bị hỏng, không thể sửa chữa được. Biết chú mèo cũng muốn tìm đường thoát ra ngoài, Momo thất vọng cho biết nhóm bạn của mình cũng ấp ủ hy vọng thoát khỏi thành phố. Anh đã ở lại để các bạn của mình tỏa đi tìm đường, nhưng giờ đây máy phát sóng đã hỏng khiến anh không thể biết các bạn mình đang ở những đâu. Anh muốn từ bỏ hy vọng tìm đường ra ngoài nên đưa quyển sổ tay của mình cho chú mèo giữ. Nội dung sổ tay chép rằng họ là một nhóm 4 người bạn gọi là Outsider, có cùng mơ ước muốn tìm đường thoát khỏi thành phố. Nhóm bao gồm Clementine, Zabataza, Doc và Momo. Trong đó, Momo là người mới gia nhập sau này. Không còn hy vọng vào Momo lúc này, B12 và chú mèo quyết định đi tìm nơi ở của ba người kia xem còn manh mối gì không. Họ tìm được sổ tay của ba người bạn và mang về đưa cho Momo. Sau khi đọc những ghi chép của bạn mình, Momo nhận ra thiết bị liên lạc hoàn toàn có thể sửa chữa được và quyết định sẽ tiếp tục. Không lâu sau, thiết bị đã được sửa xong, nhưng Momo cần chú mèo giúp đỡ. Thiết bị này cần phải được gắn vào anten tín hiệu ở tòa nhà cao nhất khu này, nhưng nó sẽ nằm ngoài khu vực an toàn và có bọn Zerg đang chờ. Chú mèo với tốc độ và khả năng trèo cao sẽ dễ né tránh hơn là một con robot to lớn như là Momo. Thế là chú mèo và B12 theo hướng dẫn của Momo trèo lên tòa nhà, vượt qua những khu vực Zerg và cài đặt thiết bị thành công. Momo để lại lời nhắn là đã dời xuống quán bar bên dưới để có máy móc tốt hơn cho việc liên lạc. Doc, sức mạnh của khoa học. Momo sử dụng thiết bị ở quán bar để dò tín hiệu và bắt được sóng liên lạc khá yếu của Zabataza. Người bạn này cho biết họ đã tìm được đường lên khu Midtown, nhưng phải đi qua đường cống rất nguy hiểm, có đầy Zerg. Tín hiệu sau đó bị mất hẳn. Một anh bạn tên Simmers ngồi gần đó đã khuyên tất cả nên bỏ cuộc và rời đi. Người pha chế cho biết đó là con trai của Doc. Nhiều năm trước, Doc là một nhà khoa học đã sáng chế ra một thiết bị đặc biệt. Nhưng khi mang thiết bị đó ra khu đường cống để thử nghiệm thì ông ta cũng mất tích từ đó. Simmers cũng thay đổi và trở thành người bi quan như vậy. Momo cho rằng sáng chế của Doc có thể là manh mối để họ vượt đường cống tìm lối ra. Trong sổ tay của Doc cũng có nhắc về một phòng thí nghiệm bí mật giấu trong căn hộ của ông ta. Hai người bạn đến căn hộ của Doc và tìm ra căn phòng bí mật trước sự ngỡ ngàng của Simmers. Bên trong là bản vẽ của một chiếc đèn chiếu có thể tiêu diệt Zerg dựa vào đặc tính sợ ánh sáng của chúng. Các thông tin về Zerg cũng dần hé lộ. Bọn chúng từng là các vi khuẩn sống trong những nơi dơ bẩn khi con người còn tồn tại. Tuy nhiên sau khi loài người biến mất, chúng đã phát triển thành các con vật ăn tạp, bắt đầu ăn mọi thứ. Gần đây người ta đã phát hiện ra chúng có thể ăn cả kim loại, nghĩa là các robot cũng có thể bị chúng xơi tái nếu bất cẩn. Sau những phát hiện về người cha của mình,
Seamus đã lấy lại được tự tin và giúp đỡ đôi bạn lên đường tìm Doc trong khu đường cống. Anh mở cánh cửa sắt cách ly dẫn chú mèo vào khu vực mà ngày xưa Doc đã ra đi. Chú mèo cùng B12 tiếp tục lần mò trong khu vực đường cống, vượt qua các ổ rớt và đến được một căn phòng kỳ lạ được che chắn khá kỹ. Doc giật mình ngã ra đất khi thấy chú mèo vào tìm mình. Ông giải thích rằng thiết bị của ông hoạt động khá tốt lúc đầu, nhưng do nó phát tia sáng mạnh nên rất hao điện. Khi máy phát điện bị hỏng thì ông cũng kẹt ở đây suốt nhiều năm vì không có vũ khí vượt vòng vây bọn rớt. Chú mèo lại tiếp tục trở thành hy vọng mới khi lần theo đường dây điện đến thay thế cầu chì cho chiếc máy phát điện và khởi động nó. Doc đã có điện sạc lại chiếc đèn rớt và ông ta cũng gắn một phiên bản nhỏ hơn lên người B12, biến chú robot thành một vũ khí diệt rớt cỡ nhỏ. Nhưng vì là bản thu nhỏ nên chiếc đèn của B12 chỉ có thể chiếu trong một thời gian ngắn, sau đó phải nghỉ để làm nguội. Tuy nhiên, từng đó cũng là đủ. Hai người bạn liền dùng vũ khí mới mở đường hộ tống Doc quay trở lại The Slum an toàn. Hai cha con Doc và Seamus gặp nhau đầy cảm động sau nhiều năm xa cách. Còn chú mèo đã trở thành người hùng của cộng đồng dân cư ở đây. Momo báo rằng mọi thứ đã đủ để tìm đường lên Midtown. Anh ta đã chống chiếc bè tự chế của mình đưa chú mèo vượt đường cống một đoạn. Nhưng sau đó họ bị kẹt và Momo đành phải ở lại. Chú mèo cùng B12 đi sâu hơn vào bên trong đến một nơi kỳ lạ khi xen lẫn giữa những cái tổ rớt là những con mắt rất to cứ mở ra nhìn chằm chằm vào họ. Ở khu trung tâm của những con mắt, bọn rớt đổ ra không ngừng về phía chú mèo khiến B12 phải sử dụng tối đa chiếc đèn chiếu. Sự cố gắng này dẫn đến quá nhiệt và nổ vi mạch. Chú mèo phải gượng dậy, cắp lấy người bạn rồi chạy nhanh ra lối thoát phía xa. B12 hồi tỉnh và nói rằng vũ khí đèn chiếu đã hoàn toàn hỏng, không thể dùng được nữa. Hai người bạn tiến vào một khu dân cư nhỏ được xây thành hình tháp gọi là Ant Village. Các cư dân cho biết Svantaza đang ở đây và đang ngồi thiền phía tầng trên cao. Họ gặp một cái hộp ngũ đông cũ giống như cái ở chỗ B12 trước đây. Robot B12 nhắc đến nhà khoa học và bất giác nhận ra rằng năm đó nhà khoa học bị bệnh rất nặng. Biết mình khó qua khỏi nên ông ta cố đi vào hộp ngũ đông rồi chuyển bộ não của mình vào máy tính. Tuy nhiên, tiến trình này bị kẹt khiến tư duy của nhà khoa học bị tắt lại trong tình trạng nửa trong, nửa ngoài hệ thống. Mãi cho đến khi chú mèo đến và phá giải tình trạng lỗi hệ thống. Điều đó có nghĩa là B12 không phải là con AI mà chính là nhà khoa học loài người đó. Việc mất đi một phần trí nhớ là do lỗi phần mềm kia gây ra. Phải mất một lúc B12 mới qua được cơn sốc của mình và bắt đầu cùng chú mèo đi tìm Svantaza. Khi cả hai tìm đến thì thấy Svantaza đang kết nối vào một mớ cái màn hình và máy phụ, khiến như ông ta bị lỗi phải chạy bằng phụ kiện bên ngoài. Đó cũng là lý do ông ta bị kẹt lại đây. Chỉ còn Clementine là tiến được vào Midtown. Svantaza cũng tiết lộ rằng đường lên Midtown ở đỉnh ngọn tháp này, chỉ cần trèo lên trên sẽ đến được. Ông ta cũng đưa cho cặp đôi tấm ảnh kỷ niệm có ghi địa chỉ Clementine ở Midtown để hai người bạn nhận diện. Chú mèo cùng B12 lại men theo cái ống sắt cũ, nhảy từ từ lên đỉnh tháp, rồi theo con đường dẫn từ đó lên khu vực phía trên. Midtown, cái giá của tự do. Con đường từ cống ngầm dẫn hai người bạn lên một trạm tàu điện ngầm của khu vực Midtown. Nơi đây có hệ thống sinh hoạt khá khác biệt vì các robot đóng vai trò cảnh sát gọi là Sentinel giữ an ninh cho thành phố. Họ được giúp sức bởi các robot bay giống như B-12 nhưng to và hiện đại hơn, được trang bị cả súng. Khi dò hỏi, cả hai biết được rằng Clementine đang là tội phạm truy nã. Họ lần theo địa chỉ ghi trên tấm ảnh kỷ niệm thì nhận ra căn hộ chung cư này đã bị Sentinel niêm phong. Tuy vậy, khi đột nhập vào bên trong, họ phát hiện Clementine vẫn đang trốn ở đây. Từ tấm ảnh, Clementine biết cặp đôi kỳ lạ trước mặt mình là những người bạn cùng chí hướng được Svantaza giới thiệu. Clementine nói rằng, để thoát ra ngoài, họ cần phải có viên pin năng lượng hạt nhân. Nó đang được dùng để vận hành nhà máy xử lý rác của Midtown. Clementine nhờ chú mèo đột nhập vào trong, lấy viên pin này về với sự giúp đỡ của một đầu mối tại Midtown là Blazer. Chú mèo tìm đến Blazer. Cả hai phối hợp đưa chú mèo vào trong nhà máy.
Sau khi vượt qua những lớp canh gác dày đặc, chú mèo cùng B12 đã lấy cắp được viên pin và khiến cả nhà máy mất điện. Có vẻ Clementine trở thành tội phạm truy nã cũng vì âm mưu muốn đánh cắp vật này và làm hại đến hoạt động của nhà máy. Họ quay về tìm Clementine thì thấy tòa chung cư đã bị Sentinel phong tỏa. Có vẻ Clementine đã bị lộ. Từ lời nhắn bí mật, họ đến quán bar tìm Clementine, nhưng sau đó phát hiện ra Blazer đã phản bội. Tất cả đều bị Sentinel bắt giữ rồi tống giam vào tù. Chú mèo tính lại trong cái lồng sắt treo lơ lửng trên không. Chú nhanh trí đu đưa làm lồng sắt đập vào thành ống sắt gần đó rồi bung nắp. Chú mèo nhanh chóng đi giải thoát cho Clementine và cùng anh ta giải thoát cho B12. Họ dùng một chiếc xe chở hàng nhỏ để vượt ngục và bị truy đuổi gắt gao. Clementine đánh lái vào một hẻm nhỏ, rồi bảo chú mèo đi vào một sảnh nhỏ dẫn xuống ga tàu điện ngầm, nhưng bất ngờ đóng sập cửa, nhốt chú mèo ở bên kia. Người bạn này nói rằng Sentinel sẽ nhanh chóng đuổi kịp họ, vì vậy anh ta sẽ ở lại đánh lạc hướng. Clementine đưa chìa khóa khởi động tàu điện cho chú mèo và dặn rằng tôn chỉ của nhóm Outsider là phải có người ra được bên ngoài. Chú mèo đã tham gia giúp đỡ nên xem như là thành viên mới nhất của nhóm sau Momo. Giờ hãy gánh trọng trách hoàn thành ước mơ của mọi người. Clementine dẫn đám truy đuổi đi khỏi đó, trong khi chú mèo và B12 trở xuống ga tàu điện, dùng viên pin hạt nhân cấp điện cho hệ thống tàu. Họ dùng chìa khóa khởi động tàu và tiến thẳng đến trung tâm điều khiển tối cao của thành phố. Mặc dù đã hàng ngàn năm trôi qua sau khi loài người tuyệt chủng, khu vực phòng điều khiển vẫn sạch bóng và có các companion liên tục lau chùi bên ngoài. B12 nguyền rủa những người nắm quyền điều khiển năm xưa. Dịch bệnh lúc đó đã hoành hành cực kỳ tồi tệ. Nhưng những kẻ nắm quyền thay vì giúp đỡ mọi người thì chỉ biết ra lệnh đóng chặt thành phố thành một năm mồ, rồi sau đó không làm gì thêm. Cả gia đình của B12 đã chết và dịch bệnh cũng không tha cả những kẻ nắm quyền ở đây. B12 tìm cách khởi động hệ thống phong tỏa để mở cửa lại thành phố, nhưng chúng bị đóng bởi 3 lớp bảo mật. Chú mèo phải lần lượt cào nát dây của các máy điều khiển lá chắn bảo mật, khiến chúng bị khởi động lại, tạo cơ hội cho B12 hack vào hệ thống. Sau mỗi lần vượt tường bảo mật thì độ tải của việc hack lại khiến B12 bị quá tải phát nổ. Đến lần cuối cùng thì chú robot hoàn toàn không thể di chuyển, phải nhờ chú mèo gấp mình đưa lên bệ cảm biến điều khiển. B12 thú thật rằng lượng dữ liệu tải để truyền lệnh mở cửa thành phố là quá lớn, nó sẽ phá hủy toàn bộ bản thân mình. Tuy nhiên B12 vẫn quyết tâm thực hiện điều đó để giúp chú mèo trở ra bên ngoài. Chú robot thực thi lệnh cuối cùng khiến nóc thành phố dần mở ra. Ánh sáng mặt trời len lỏi xuống khu ổ chuột và đường cống thiêu cháy tất cả rớt và tổ của chúng. Thành phố đã hoàn toàn được mở cửa với bên ngoài.
Chú mèo nằm bên xác B12 chờ đợi đến khi tiến trình mở cửa hoàn tất mới rời đi. Chúng ta đi lên cầu thang dẫn ra bức tường bên ngoài thành phố. Đó chính là cái rãnh bê tông khổng lồ mà chú mèo cùng các bạn từng ngao du. Chú mèo ngồi đó, quay lại nhìn lối vào thành phố hồi lâu. Sau đó có tiếng gọi các bạn và rời đi. Thú thật, việc một chú mèo lang thang tìm đường về trên suốt cuộc hành trình gặp nhiều trở ngại và cũng làm quen được nhiều chiến hữu mới. Nó cứ gợi nhớ cho mọt đến bộ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của tác giả Tô Hoài. Thế mới thấy dù ở cục diện nào, từ văn học nước nhà đến trò chơi điện tử hiện đại và cả cuộc sống hiện thực nữa, khát khao được tự do luôn là một điều cực kỳ quan trọng. Ở đây Blue 12 Studio đã dùng nó làm cảm hứng chủ đạo cho một câu chuyện phiêu lưu mà bối cảnh diễn ra có thể được xem như hậu tận thế. Các bạn nghĩ sao về sự sáng tạo này? Còn tựa game nào khác mà mọi người mong sẽ xuất hiện trên kênh của mọi hay không? Hãy để lại bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.